Xin chào các anh chị các bạn. Tại cầu Chét đấy, rất là thông thoáng các bác nhé. Vậy thì ra vải hôm nay 13 tháng 6 lúc khoảng 8 giờ thì hơn 8 giờ một chút tại cổng tại ngã gọi là chỗ cầu Chét dưới ngã ba cầu Chét một chút xuống ngã ba Đồng Cốc xuống một chút. Vậy thì công tác mua bán vải hôm nay thì cảm thấy vải rất là thưa. Vậy thì giá vải ở các điểm cân hàng đẹp này thì giá có đỉnh không các bác nhé, hàng đỉnh thật nhỉ. Chiều vẫn làm được. Cô anh được bao tiền? 23. Đây thử xem xé này. Vải thiều chính vụ ấy. 23.000 một cân này. Quả nó đẹp nhỉ. Anh vải chay à? Vải chay à? Cầu Chét mà. Cầu Chét á? Vẫn chân núi bục à? Đúng rồi đấy. Chân núi bục là đúng chân núi bục thì nó vẫn rất đẹp đó. Đây anh em. Đây anh em. Núi bục rơi ở chân. Cô anh được bao tiền? 23. Cũng 23. Cho em thử xem chiếu đấy, toàn hàng dạng nhỉ, cũng ở chân núi bục à? Ừ, chân núi bục. Cũng chân núi bục. 23.000 cân. Đấy toàn bộ vải ngọt hết nhỉ? Toàn bộ vải ngọt hết. Hàng này có anh em bao nhiêu? Hai mấy? 22 à? 22. Toàn hàng dạng cả, cân đến thời điểm này cũng là rất nhiều rồi. Hàng mấy chục tấn rồi các bạn nhé. Bên này Thanh Hà. Thanh Hà này toàn hàng đỉnh. Có anh được bao tiền? Hai mấy anh? Có anh được hai mấy? 22 à? Vâng. Vâng. Cháu 25. 25 à? Vâng. Vài ngọt à? Cháu 25 tuổi. À 25 tuổi à? Tưởng 25.000 một cân thì cân lên thì rẻ quá. 26 á? Vài ngọt à? Thanh Hà. Ừ, Thanh Hà 26. 27 à? Ờ. Thanh Hà 26.000 một cân này. Toàn xanh đẹp quá. Hàng 26 27. Đây các bác nhìn qua nhé. Đây nó có cứa vân lên này. Đây nó có cứa vân lên này. Đây rất là đẹp. Đẹp nhỉ, đúng rồi. Giá 20. Cao nhất ở sáng nay là bao nhiêu nhỉ? 30 á? Đến 30 thật được không? Hàng còn rất nhiều. Vâng. Hàng đẹp. Rất là đẹp. Vải của anh em được bao tiền? Bao tiền? 23. Bao nhiêu em? 25 á, hàng gì? Thanh Hà hay là vải ngọt? Thanh Hà. Bán ở đây luôn à? Ừ, hàng này toàn hàng 25, 26 đẹp thôi. Vải đây toàn 23.000 hay trên 22.000. Ở dưới không cao bằng trên này được. Đấy, khác cửa như anh chưa mới bán được ít thôi. Đấy hàng chưa. Nhà bác cũng thế được vài chuyến. Ừ. Ở đây phía này vẫn đang thiếu hàng, vẫn đang gọi. Bán được nhiều chưa? Cho nghe. Tầm 4-5 tấn. 4-5 tấn rồi á? À? Nhanh thế à? Thế ngày mấy chuyến? Vải ngọt hôm qua em bẻ 1,5 tấn. Như... ngày hôm qua 1,5 tấn à? Giá hai mấy? À thế à? Ờ, thế ở núi bục còn nhiều không? Ôi trời, gần 20 tấn nữa. À, cái chỗ cái ao có đẹp không? Ờ, để lúc nào anh vào anh xem. Cái hàng chân núi bục, hàng lằn chay lúc nào cũng đẹp các bạn, 20 tấn nữa. Có thuê người bẻ được không em? Không có người bẻ đâu. Không có người bẻ à? Đội xiêm có lên được không? Không. Xiêm không lên được à? Là huyện mình nó có cho lên không? Có cho lên mà. À, cho lên ừ bảo đội nó lên nó bẻ cho, không là không bẻ được là rơi hết đấy. Hơn 20 tấn vải thì nhiều lắm có. Các anh em mua hàng vẫn đứng ra đường chờ. Nay thiếu hàng. Em bán ở trong nhà ấy. Ừ, tức là vào trong đấy gọi hàng luôn à? Vâng. Xong theo ra đây. Vâng.
Thế gọi gần một cây số. Thế gọi cả vào trong đấy chờ hết ở trong đấy à? Chờ trong. Ở đây đi vào cái ngách này các bác này, đi vào cái ngách phía trong này làng chay này. Xong là gọi hàng này, xong đi kẹp cái tên nó sọt này là ra là có giá thôi. Cầm phiếu cái là đấy. Đúng rồi. Đấy. Đó, toàn bộ phải đẹp ở phía trong cái ngách này, nó đi ra mà gọi hàng ở gần cây số ở phía trong là như vậy. Đấy thì tầm này đã là nửa buổi sáng rồi các bác nhé. Nửa buổi sáng có lẽ là cũng... Nhưng mà đấy, em bẻ phải ngon đấy. Vẫn bẻ tiếp á? Hàng thật à? Mấy tấn hôm nay? Hôm nay đi tuần này bởi vì bẻ cả bãi Thanh Hà này thì nó lấy mấy tạ đâu. Ờ, đấy được nhỉ. Mấy chục tấn nên là phải đi ác là như vậy. Đấy, thử ra phía ngoài này xem anh em gọi hàng như thế nào nhé. Các cửa cân đây cũng cơ bản là cân đủ hết rồi. Cân rất là nhiều rồi, đây còn cái đường hàng đẹp ở sang đây. Đấy, thử xem. Đấy, vải đẹp đi ra như chúng ta đã là phần này là cũng gần... vải đẹp cũng gần ra gần hết rồi. Thử sang bên... Cân phía bên này cũng đủ hết rồi, chuẩn bị đóng hàng đến nơi rồi các bác nhé. Hàng bao nhiêu bác Tuấn? Sọt này bao nhiêu bác Tuấn? Sọt này bao nhiêu bác? Nhớ không. Tức là gọi từ mãi trong làng kia à? À vâng. À vâng. Ô, thằng cháu Điều à? Bữa bảo người nghỉ. Bán được nhiều chưa Điều? Nếu mà còn thì có lấy được 1-2 sọt. À thế à? Thì đóng luôn. Đấy, hàng... Tính phương án... Bao giá bao nhiêu? Cú? 22 á? Được cái chứ nhỉ? 22 vải thiều ngọt. Rất là ok đấy chứ. Đấy còn anh em chuẩn bị đóng hàng rồi. Cuối buổi nên là ở phía ngoài thì vẫn còn một vài anh em gọi hàng nhé. Vẫn còn kiểu đang thiếu hàng đấy. Hàng 22.000 cân đấy. Đấy thì tầm nửa buổi sáng nhé. Tầm nửa buổi sáng tại cá ba cầu chép những cái hàng đẹp. Thì giá là như vậy các bác nhé. Để cho các bác tham khảo một chút. Đường rất là thông thoáng, thiếu hàng. Sau những cái sau ngày hôm qua, ngày đông gọi là đông cứng, vẫn thiếu hàng anh? Vẫn gọi à? Gọi nhà Tuy à? Tuy cân nhiều? 10 tấn. 10 tấn à? Hàng cao nhất được bao nhiêu anh? À, tức là nó ăn hàng chân thôi đúng không? Ừ. Nhưng vẫn đang thiếu hàng, vẫn đang gọi. Vâng. Đấy thì đôi nhà Hải, đôi nhà ấy này cân xong hết đây này. Hải nhà Kim kia cái. Cân hàng đẹp thì cân nhanh lắm. Cân hàng đẹp thì nhanh à? À vâng. Cân nhanh luôn. Vâng. Chắc ồn ào khoảng 2 tiếng xong nhỉ? Thế thôi, bởi vì hàng vâng. Đẹp. Vâng. Vài chục tấn, 30 tấn lúc xong. 30 tấn nó chỉ cân lúc xong. Vâng, 30 tấn lúc xong. À, hàng mình mua hàng chân này khó mua hơn nhỉ? Và hàng chân rất khó mua hơn đấy. 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 Hàng... Đúng rồi. Xấu hẳn thì mình lại không mua. Xấu hẳn thì không mua nhỉ. Đấy, chung chung giả nó rất khó. Đấy thì tình hình như vậy các bác nhé. Xin chào cảm ơn các anh chị. Anh em Tiểu đang chờ đóng hàng đấy. Đấy, hàng này còn rất là nhiều. Có lẽ là đây là những sọt cuối của nhà anh đang đào đây rồi. Phía trên cầu chép thì rất là thưa. Đấy, vải hôm nay thưa và giá cả thì những cửa hàng đẹp này thì vẫn là ship 30 Thanh Hà nhé. Và phải nhớ thường ngọt 23, 24 nhé. 23, 24. Đấy, tình hình là như vậy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.